chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 8688 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Đúng. Bỏ mẹ rồi đó. Đây á? Ui lạnh quá, chị không bốc hơi luôn này. Đây á, mày lửa tao. Lửa đâu anh ý, đầy cá luôn, chọc chọc. Cái ổ khê ở đây. Có cá. Thật á? Em nhớ con gà xuống cho nó ăn luôn. Tao thử đã. Ừ, thử đi. Chứ giống này mà thả nó chém ngay. Đây. Ui. Mất hút luôn. Ui, vãi trưởng thật đấy. Từ từ từ. Một phát mất hút luôn. Bọn này phải để anh mới xử lý. Anh. Trời. Em bảo mà không nghĩ. Đừng ngạc này. Một cái lông gà mình giúp phát hết thử luôn. Từ từ, cứ bình tĩnh. Không, thỏ cây gì, mình đầy cước mà. Đây cước dài mà. Không nhà mình chả có gì mà cước à. Chả có gì mà điều kiện. Thì mình chụp kiểu gì cũng rút mất luôn. Cho pháo xuống nhanh. Không ai không biết. Đây, từ từ. Ui, 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 ui. Ui. Nó lồi ra thì không chật. Cái mùi sao ấy, đập nhanh thật ấy. Ui, cụt, còn. Cụt lửa. Ui, mất con lửa luôn. Để nó vẫn ăn nó đấy. Thôi. Ui ạ. To nhỉ. Quay 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 quay. Tôi kiếm mồi tiếp đâu đây. Mưa này chắc là rủ lên ấy. Anh mới gạch rồi mà. Ui, đây đây này. Ui, nó tụt lên kìa. Ấy, chết chết. Có một máu này. Lấy tạ. Một máu cũng chết. Chứ nó lấy đào cho mình lên. Một máu cũng ăn. Tìm điểm. Phải này, có một giận. Ây da. Ui, nó háo mùi kinh nghiệm thật. Đại chú gái ra được sức rồi. Nó nhảy lên tốt vậy. Ui đây là con, đây có phải cá chê đâu. Chả cá chê, có dâu là cá chê. Cá nheo. Cá nheo là cái gì? Ôi. Cá nheo ngon lắm, cá này ngon lắm. Thế mà mày chi? Mình nên, nheo. Thế này có, à chắc còn 7 con nữa. Kìa, đây, mày mai chiều cầu tiếp. Chiều không cầu được đâu. Cầu mà mình... Mai, sáng mai. Đi về, về không mình về chết. Nhanh nhanh nhanh. Đi. Ai nó cắn. Đi. Cưa lưỡi lưỡi lưỡi. Nhanh lên luôn. Đấy, từ từ. Đi 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 đi. Tỏ vãi trưởng. Đây nhớ mà. Ơ, cần mày vứt đâu vậy? Mà nhà này vứt. Rồi, sao nhảy vứt vào cần? Con đấy cành cũng cần ăn trộm. Trộm cái gì? Mày trông ra nhá, không tỏ nhá. Để ta đi nhổ củ riềng. Om riềng mẻ. Nướng, ngọt lắm. Nướng á? Ờ. Nấu đi. Nướng. Còn đây có hai quả dâu quét nhỉ. Ây da, chắc thế. Ui. Ui trời.
này là ông cụ rồi, dề thôi, à giàu thôi rồi đấy. Ta khưa. Thằng này. Thì quái. Thấy con cá vào đây thì mổ nào. Nó đang lên trên trượt này. Thấy con đây đi đây. Thôi không phải nghịch nữa, xách vào đây để thịt. Trơn lắm. Trơn cái gì, xách nó vào. Không được. Trơn lắm, con này nó nhớ. Đây là điểm năng đầu. Ôi mày thì cứ ăn hại rồi. Trơn một chữ rồi. Trơn mà cầm, cầm đầu nó chứ. Ngu đi. Đầu nó cằn răng đấy. Cầm mang nó. Ủi mang nó nằm răng hết. Nó mà cắn rồi. Đấy, ngu. Đi. Ngoài gì vậy? Ướp cá. Ơ, à, con lọ mỉ. Con lọ mỉ. Tôi anh đánh vẩy nó như cá chất trơn ấy. Cặn nhất. Ui, đây chắc là gia vị mọi người ơi. Gia vị để ướp con cá siêu ngon này. Ăn bao nhiêu rồi? Ăn bao nhiêu lòng gà của mình nhé? Con này mình cho ăn bao nhiêu lòng gà này. Mày cho ăn cái gì? Mày em cho nó ăn đấy. Dình dình lên thịt. Của anh thì thế. Cho ăn. Cá này rất là ngon các bạn, ngon hơn cá chê phi nhiều. Anh cứ đều vào. Cá chê phi không có tuổi. Cá chê phi là lại chứ cá. Cá rô phi với cả cá chê à? Lại. Ta biết được. Nhìn như con cá mập ấy nhỉ. Khắm. Cái mắm ấy, mắm tôm thì chẳng khắm. Nhiều giềng ấy. Thấy nhiều mắm tôm nào. Thì thôi. Quá. Mẹ. Đúng chất luôn. Chất mẻ. Mày lấy tao, tao lá chuối ra đây nhé đi. Đi kìa. Đấy là anh em nhà tao. Thì cũng gần anh em nhỉ. Anh cho mắm nhở. Rồi. Ngon lắm. Thế nhưng người ta hay cho nhiều mẻ. Rồi. Mày nếm thử xem vừa chưa? Không, chưa chín. Chưa chín? Cái này cần gì phải chín? Không. Riêng mẻ cần gì phải chín? Nhìn ngon nè, con này mập nè. Đấy, từ từ. Rồi mập thế. Mập cái gì, cá gì đấy, gầy sơ xuống đít. Trời ơi, ăn bao nhiêu lòng ngan này em cho ăn. Của mày. Ông này cũng cho ăn nè, ông này cho mình cho ăn lòng gà, mấy lòng ngan luôn. Để nó mập lắm. Mập cái gì, gầy sơ xuống đít thì anh đừng ăn đi, em nướng cái mắn. Mày đừng vào ăn nhá.
Rồi. Anh không gấp đầu hút hàng nữa. Từ từ. Ra rồi. Này lại. Bẩn. Bẩn đâu mà bẩn. Mí này. Đây sạch à? Rất sạch. Đây, lấy dây thép ra đây cho anh. Xong rồi nó sẽ làm việc. Đây. À hi hi. Đồ chó. Nào, ngập vào. Cho cả vào nào. Chất chơi nhỉ rồi. Nó rất nhiều à. Ta gọi đây là ở mặt dưới nữa. Ta gọi đây là đẳng cấp ẩm thực. Ẩm thực siêu siêu ngon. Siêu siêu ngon các bạn. Mùi thơm nức. Mùi mẻ chua thiểm thế. Chua 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 chua. Rộp 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 rộp. Mày không nói, nhưng mày không nói không ai bảo mày cầm đâu. Sao? Anh thích ý kiến à? Hả? Kiếm bỏ mày dây được. Mày hộ tao cái. Đấy thì khéo, khéo. Hộ mày mộ ấy. Bọc tiếp vào đây. Đây nữa. Đây, lạc. Đây. Đây nữa. Đấy. Đây không đủ. Đây, đánh nhau. Đấy, tha hồ rộng. Xong đặt cái kia lên. Tao ấy. Mày để mày dạy khôn nữa đấy. Rồi. Quay, quay, chị quay. Mày dạy khôn tao đấy. Cần thiết à? Hả? Rồi, ô văn kê. Để đây, chờ chín thôi. Đi rửa tay đã. Cất đồ mà muối vào đây. Anh đừng khóc. Em ở đây em trông chó. Em ở đây em trông chó. Ở chó. Nhà. Đây có mỗi một con chó là mày. Anh ở nhà. Mày cũng chở đi cháy rồi. Em nhìn tạch mặt chứ. Mày cứ nhìn ủi bằng kê. Ai à. Ui. Lật cái nữa. Cho cháu đấy. Ui, bỏng. Anh nhị lật cái đấy à? Bỏng bỏng. Gần chín nữa các bạn ạ. Đây là món cá. Cái cá nheo. Bọc kịch. Bọc bệ. À bọc lá chuối. Ngon lắm. Ý nó đang sủi rồi. Sắp chín rồi. Đợi 5 phút nữa là chín rồi. Chín rồi. Cháy rồi em phải chín. Mày vào lấy cái mâm đi, vào lấy cái mâm. Anh phải vào lấy. Vào lấy đi, nhanh lên. Lười, ngạo bánh nhà lấy mâm. Để lười, lười. Trong đấy, trong bếp ấy. Wow. Đi. Tiến thủy lùi. Tiến thủy lùi. Cứ từ từ mà xem, quá chín. Anh nấu gì không chín đâu. Tần cháy rồi. Tần cháy. Cháy là cháy thế nào. Đỡ ra. Ui. Ui giọt kề. Không ở đây nữa. Kia nữa. Vẫn cẩn thận không vỡ hết.
Wow. Đẳng cấp. Chờ nào. Nó vẫn còn nguyên con này. Ui. Cẩn thận. Ui. Vỡ luôn. Xa. Cho vào mắm. Ấy nó bắn. Gãy hết bớt đi ra mới bỏ. Mới cho vào. Đây. Nóng quá. Nóng. Chà. Cái đầu chín chưa? Chà, chín hết rồi. Chén. Để đuôi nó này. Ui, rất ngon. Ui, đuôi càng ngon. Ngon như cá mập. À. Món này của anh. Chén. Món này của anh được UNESCO công nhận nhỉ? UNESCO là gì? Em chỉ TV mà thế. Chén này. Ngồi xuống đây, cho mình ngồi sang đây. Ui, cái dạng dày cho tao nữa. Mời tất cả các bạn nhé. Rất là ngon. Món dạ, dạ dày cá nheo. Này. Anh lấy dao cắt đi, lại kéo cắt. Mày lại kéo đi, cho nữa. Ngon lắm. Không, mày cắn đi, tao cắn một miếng. Tao cắn một miếng đây, tao cắn phát đứt. Mày lấy kéo cắn, đi. Tao cắn được. Mày rốt á. Không được. Ngon nhỉ. Ai? Thế tôi. Tôi lại dính nước dãi của em rồi. Mày lại em dính nước dãi được anh không? Tuyệt vời các bạn. Giòn. Number one. Lấy kiểu này là cái bò ấy. Còn gan nữa. Bạn mình gan cả nhiều nữa nhỉ. Tặng được. Mời các bạn miếng bong bóng. Mày ăn mày ăn gan rồi mày. Mày. Cả nhiều. Đấy. Ăn đi ngon. Đấy, ngon lắm. Anh lộn. Ủa? Đúng rồi. Ủa? Anh dính nhiều rượu quá. Cái à? Thịt nó khá là ngon. Mỗi tội hơi gầy con này hơi gầy. Gầy kìa. Vừa nói. Wow. Không bé không các bạn. Ngon lắm các bạn. Nó thơm. Cái đuôi nó béo ngậy luôn. Ăn được chưa? Đặc sản. Ăn được không? Đuôi béo ngậy luôn. Nó ăn lại bút rồi ngon. Không, mày ăn thử đoạn đuôi này không? Như kiểu vây cá mập ấy. Đoạn vây của nó này. Béo. Đấy, ngon. Thơm, cá này nó thơm, không như cá chê. Cá chê phi ăn không ngon. Mềm mà thơm. Rất là tuyệt vời. Đã béo á. Đúng chưa? Diềm. Anh ăn ít nội tạng nó vậy. Ui, chỗ này ngon thế. Ngon. Ui, chín thấu luôn. Wow, ngon quá các bạn. Già nó ngon nhỉ. Béo. Mềm. Xuân Trần ơi, Xuân ra về. Cha. Wow, chỗ này nó trắng rồi. Ngọc Trinh à. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh ngày trước đen tui lùi, đi tắm trắng. Chắc là tắm nước nóng nhiều. Thật đấy nhỉ.
tắm nước nóng bị lột da nó trắng. Bị lột da. Chắc là bị không phải bị ống nào thịt thế là cho nước sôi dội thịt gì đó. Không, chắc tự thịt. thịt được à? Mà có thằng khác thịt. Tắm nóng lên như thịt nước nóng quá là bị trắng. Không, có thằng khác thịt chứ. Thằng khác thịt mình mới trắng đấy. Đúng không? Mềm thơm á. Đuôi ngon thế. Ngon đấy. Ăn không? Đây, mời các bạn miếng gà nhé. Gà ngon kinh điển luôn. Món này gọi là món kinh điển, kinh khủng. À, kinh điển nhầm. Kinh khủng. Ăn đi ăn mạnh lên. Đây, món đó. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Rồi ăn tiếp đi. Ăn đi ngon. Cố nuốt đi. Chưa nuốt được ăn. Chưa nuốt được mày gai nhai vào mồm mà. Ăn đi. Ăn hết cả con rồi còn chê. Ăn đây. Chê không chê. Đấy tôi cho miếng này. Ăn đi. Thôi. Ngấy rồi các bạn. Ăn cả con. Ngon quá nhưng mà hết rồi. Cái đầu thì ngon, ngấy quá. Ui, vào đời vẫn còn thế. Vẫn thế. Thèm nhưng mà anh em ngấy quá. Thèm. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.